Mọi người đều nói rằng vấn đề khó nhất khi sống sót ở nơi hoang dã là vấn đề tâm lý do cô đơn gây ra. Tuy nhiên, cuối cùng đã có phiên bản chơi theo nhóm của chương trình Sống Sót Hoang Dã. Mình mới nhận ra rằng đôi khi số người không nhất thiết có nghĩa là sức mạnh lớn. Mỗi người trong đội đều có tính cách khác nhau. Vì vậy, khi hợp tác với nhau, các thành viên trong đội cũng gặp nhiều rắc rối. Mặc dù họ có thể tạm thời từ bỏ thành kiến vì giải thưởng lớn triệu đô, nhưng khi không thể kiềm chế, cũng sẽ xảy ra xung đột gay gắt. Bốn đội đã trải qua 7 ngày gió mưa và cả cảnh đói khổ. Bây giờ cuối cùng đã đến lúc có cơ hội ăn no lần đầu tiên. Mọi người đều sẵn sàng và háo hức thử sức. Ở đội Sakli, sau khi An Dê cãi nhau với đội trưởng Nick, cuối cùng đã giành được nhiệm vụ đến đảo cướp lồng cua. Và đội Delta nhanh nhất đã thành công xuống nước. Thời gian không chờ đợi, An Dê cũng cùng Seth đưa thuyền xuống nước. Phía bên kia, Justin của đội Alpha vẫn đang xây dựng chiếc thuyền của mình. Là đội duy nhất chưa xuống nước. Du và Amber lúc này lại không vội vàng. Vì vội vàng cũng không giúp ích, Justin đã thiết kế thuyền quá phức tạp. Bây giờ đội Bravo là đội gần nhất đến hòn đảo. Đứng thứ hai là Jordan của đội Delta. An Dê của đội Sakli ở cuối cùng. Lần đầu tiên đối mặt cạnh tranh, mọi người trên thuyền đều trèo rất chăm chỉ. Jordan quay đầu nhìn và không biết từ lúc nào mình đã trèo đến vị trí đầu tiên. Anh ấy nghĩ rằng không cần phải trèo tiếp, chỉ cần để thuyền trôi xuôi sẽ dễ dàng lấy được lồng cua. Khi Jordan đi qua trại của đội Sakli, vì lần trước Jordan đã đến trại của người khác để làm phiền tâm lý, Seth đùa cợt Jordan hỏi xem người chơi muốn rút lui đã đi chưa. Jordan để tiếp tục làm phiền tâm lý đã trả lời rằng có thể rút lui bất cứ lúc nào. Để chứng minh rằng anh ấy không thiếu thức ăn, Jordan còn nằm sấp trên thuyền và chống đẩy để chứng minh anh ấy đầy năng lượng. Thực ra việc anh ấy làm hoàn toàn không cần thiết, vì một số người trong đội Sakli hoàn toàn không tin vào lời anh ấy. Trong số mọi người có mặt, chỉ có An Dê bị kích thích. Cậu làm như vậy không phải đang chế giễu tôi sao? Và sau đó, tay nhỏ của An Dê chèo thuyền nhanh hơn. Sau đó, cô ngồi trên thuyền và cẩn thận quan sát hướng chảy của nước. Cô ấy nói rằng mình là một ngư dân giỏi. Nếu không quan sát hướng chảy của nước cẩn thận, sẽ rất khó kiểm soát thuyền. Cuối cùng, cô ấy tìm thấy một khu vực có dòng chảy nhanh và trèo mạnh vào đó. Trong lúc đó, Jordan cũng đã hoàn thành bài tập chống đẩy đó rồi. Nhìn lại, An Dê đang gần kịp rồi. Anh ấy cũng nhanh chóng cầm mái chèo và đẩy thuyền về phía trước. Cuối cùng, Jordan tự tin tột độ. Vì không quan sát hướng dòng nước, anh bị dòng sông đẩy qua mà không chạm tới hòn đảo. Và đội Bravo gần nhất với hòn đảo từ đầu. Không biết cách sắp xếp mà lại chọn Brian, người yếu đuối và bệnh tật, để đi đảo. Và Brian hoàn toàn không có kinh nghiệm về việc chèo thuyền. Cầm tấm gỗ chèo nước một nửa ngày mà vẫn đứng im. Javier trên bờ đất hét lớn, yêu cầu anh ta dùng cây chèo. Brian lại nói rằng làm như vậy hoàn toàn không có ích. Sau cãi nhau nửa ngày, bè gỗ vẫn chưa đi xa. Lúc này, người chơi nữ duy nhất nhảy xuống nước, An Dê đã thành công đến đảo. Cô ấy ướt sũng và mệt mỏi. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi. Trên đảo có tổng cộng 5 cái lồng cua. Quy tắc không nói rằng một đội chỉ được lấy một cái. Vì vậy, cô ấy cố gắng tìm thật nhiều lồng cua và mang về. Làm như vậy không chỉ giúp đội của mình ăn no hơn, mà còn có thể áp đảo các đội khác và giành được triệu đô. Cuối cùng, An Dê đã tìm thấy tổng cộng 3 cái lồng trên đảo. Điều này không phải vì cô ấy nhân từ mà là vì cô ấy không thể nâng nổi nữa. Lúc này, tâm trạng của An Dê rất tốt. Cô ấy cuối cùng đã chứng minh bằng hành động của mình rằng phụ nữ cũng có thể làm được. Đội Alpha tiến triển chậm nhất ở đây. Justin vẫn đang mệt mỏi xây thuyền. Dù cũng rất không hài lòng với cách Justin rút túi quần, nhưng điều làm người ta ngạc nhiên là nếu họ thấy anh ta xây chậm thì tại sao không xuống giúp đỡ. Ba đội xuống nước chỉ có An Dê lấy được lồng cua và Jordan bị cuốn trôi. Brian còn lại cũng bị cuốn trôi vì quá gần hòn đảo. Vì vậy, hai thành viên còn lại của đội Bravo bắt đầu trách móc nhau. Brian cảm thấy không nên nghe theo Javier và mang theo quá nhiều trang thiết bị. Javier lại nghĩ rằng Brian không biết chèo thuyền và không nghe lệnh. Hiện tại, trận chiến tranh giành cái lồng cua đã tạm dừng. Và An Dê trở thành người duy nhất mang chiến thắng trở về trại. Lần này Nick đã bị An Dê đánh bại. Cô ấy đã chứng minh bằng sức mạnh rằng mình không phải là một cô gái yếu đuối. Dù nói gì đi nữa, lần này An Dê thực sự đã đóng góp lớn cho đội. Cô ấy ướt sũng quần áo, về trại nhanh chóng trốn vào túi ngủ để hồi phục cơ thể. Nick cũng đã xin lỗi An Dê. Anh ấy thừa nhận đôi khi mình hơi mạnh mẽ. Nhưng bây giờ An Dê đã thuyết phục anh ta hoàn toàn bằng sức mạnh. Sau cuộc trò chuyện này, sự đoàn kết của đội Sakli đã tăng lên một cấp độ rõ rệt. Bây giờ chỉ cần chờ đợi đợt nước lên tới rồi đặt lưới để có thể thu hoạch mồi. Có người vui có người buồn. Đội Alpha và đội Bravo tạm thời hợp tác. Cả hai bên đều không lấy được cái lồng cua, chỉ biết nhìn nhau mắt mở to ra. Và hai cô gái của đội Alpha cũng không hy vọng vào Justin chút nào. Đàn ông không thể trông chờ vào ai khác, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Ai ngờ rằng họ đã tìm ra một cách giải quyết. Khi chiều rút, có vẻ như bên cạnh hòn đảo vẫn có một con đường để đi lên trực tiếp. Phát hiện này khiến họ hào hứng không ngớt. Chỉ cần chờ đến ngày mai khi nước rút, họ cũng sẽ có được cái lồng cua. Thật bi thảm nhất vẫn là Jordan. Đồng đội đã làm cho anh ta chiếc thuyền gỗ tốt nhất.
ban đầu tự tin tràn đầy, còn đang làm động tác chống đẩy trên thuyền gỗ. Ai ngờ chơi quá đà lại về tay trắng. Thực ra thất bại không đáng sợ. Điều đáng sợ là khiến đồng đội phải đói cùng mình. May mà đồng đội không trách cứ Jordan, vì họ đều là những người từng bị bỏ rơi. Jordan nói họ có một con thuyền tốt, mai đi là xong. Điều mà đội Delta làm tốt nhất vẫn là sự đoàn kết của đội. Đêm buông xuống, trong đội Bravo, Javier nén lửa giận để trò chuyện với Brian. Anh ta cũng không còn cách nào khác. Luật lệ quy định trận đấu chỉ có thể diễn ra theo cách đội. Hiện tại trong đội Bravo chỉ còn lại họ. Nếu mối quan hệ trở nên căng thẳng, Brian sẽ chuyển sang đội khác hoặc rút lui. Thì anh ấy cũng phải nói tạm biệt với triệu đô la và liên minh với đội Alpha. Đến giờ Justin còn chưa xây xong cả con tàu. Javier nói rằng nếu muốn tiếp tục liên minh, họ phải mang theo một chút đồ đến. Sáng ngày thứ 8 nhiệt độ gần 0 độ. Du và Ambe đã dậy sớm. Họ muốn tận dụng thời kỳ chiều thấp để đi bộ lên đảo lấy lồng cua. Đến điểm đến, họ thấy thật sự có một con đường để đi lên. Nhưng thời gian cho họ không còn nhiều. Đến lúc trưa 12 giờ, mực nước sẽ trở lại 4.8 mét. Du và Ambe mất 20 phút mới đi đến đảo. Vì không ai biết hai lồng cua cuối cùng ở đâu. Phải mất mấy tiếng đồng hồ mới tìm được lồng cua. Phía bên kia, đội Delta vẫn đang chờ đợi thủy triều lên lần nữa. Buổi sáng, họ ra ngoài săn bắn. Không gặp con mồi nhưng lại tìm thấy dấu chân gấu. Jordan vẽ một cái gì đó bằng tay. Ôi trời, mấy người này chắc không đủ để gấu ăn một bữa. Đang nói, họ gặp ba người trong đội Sarkly. Chỉ tìm cái lồng cua đã mất vài giờ. Nick quyết định thử một cách khác và qua đội Delta. Khi nghĩ đến lần trước Jordan mất tinh thần, anh ta không thể chơi được. Anh ấy nói với mấy người của Delta. Hiện tại họ có 3 cái lồng cua đủ nuôi số người đó. Hy vọng Delta có thêm người tham gia vào phía mình. Thực ra việc kêu gọi là giả mạo. Mục đích chính là làm suy yếu đội duy nhất đầy đủ. Nhưng mấy người của Delta đều từng bị bỏ rơi. Vết thương trong lòng vẫn chưa lành. Vì vậy họ nói với đội Sarkly nếu muốn kêu gọi người, hãy thử xem ở hai đội khác. Họ không bao giờ bỏ rơi đồng đội. Còn Paul cho rằng họ vẫn là đội duy nhất đầy đủ hiện tại. Chỉ cần chiều nay lấy được lồng cua, họ vẫn mạnh nhất. Cuộc trò chuyện giữa hai đội không vui vẻ và tan rã. Và đúng lúc họ đang chờ đợi chiều để lên đảo lấy lồng cua, không ngờ hai phụ nữ trong đội Alpha đã bắt đầu ăn trộm. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, Du và Ambe cuối cùng đã tìm thấy hai lồng cua cuối cùng. Nhưng khi hai người kéo lồng cua về, họ đã ngơ ngác. Con đường trở về đã bị thủy triều lấp đầy. Cuối cùng họ chỉ có thể bơi qua dòng nước lạnh giá để trở về. Không biết các bạn đã từng bơi vào mùa thu chưa? Cái lạnh buốt đó sẽ làm người ta cảm thấy lạnh đến rùng mình. Du và Ambe cũng vậy. Nguy cơ bị cảm lạnh khi ướt sũng toàn thân. Du nghĩ rằng khi anh trở về trại, Justin chắc chắn đã đốt lửa sẵn sàng chờ họ. Tuy nhiên, khi trở về trại, cả hai đều thất vọng. Justin vẫn đang làm việc trên con tàu của mình. Du gọi Justin đến giúp đỡ. Và Justin đáp lại một tiếng. Nhưng không đi ngay, điều này làm Du rất tức giận. Cả hai đều mạo hiểm mang cái lồng cua về cho đội mình. Justin này không thể đốt lửa cũng được, thậm chí gọi anh ta đến giúp cũng không được. Do đó, khi Justin bận rộn xong và trở về nơi trú ẩn, Du liền la mắng mỏ. Justin lúng túng vào thời điểm này. Không biết khi bạn xuống nước rồi trở lại mà lại mắng tôi một trận, điều đó là gì vậy? Để nói về vấn đề này, thực ra cả hai bên đều có vấn đề. Hai cô gái đi ra ngoài làm việc mà không thông báo cho Justin. Còn Justin, người theo chủ nghĩa hoàn hảo này chỉ biết tới việc đóng tàu. Làm Du tức giận đến mức suýt muốn đuổi Justin đi. Nhưng cuối cùng dù sao, đội Alpha cũng đã có được cái lồng cua. Đến ngày thứ 9, mọi người đều đói không chịu nổi. Tin tốt là hôm nay nước lên, có thể đi đặt lồng cua. Nếu suôn sẻ, tối nay sẽ có thể ăn cua ngon. Phía đội Sarkly, Anze đã mang theo lồng cua và xuất phát. Lồng cua loại này đặt mồi ở giữa và có 3 lối vào xung quanh. Cua to vào không ra, còn cua nhỏ lại có thể ra qua lỗ tròn nhỏ bên cạnh. Đội Alpha cũng ra biển bắt cua. Lúc này, tàu du lịch của Justin cũng cuối cùng đã được đóng xong. Thành thật mà nói, nếu không phải Du lấy được lồng cua, thực sự không biết chiếc tàu du lịch này còn dùng gì nữa. Ngay lập tức sẽ có thức ăn và mọi người cũng quên hết chuyện cãi nhau ngày hôm qua. Thậm chí Du còn đang suy nghĩ liệu có nên tạo cho Justin một chiếc thuyền tốt hơn không. Justin cũng tự nhìn nhận rằng mình quá chú trọng vào việc xây thuyền mà bỏ qua trại cắm trại. Nhìn đi, chỉ cần có tiền, mọi mâu thuẫn đều được giải quyết một cách dễ dàng. Hiện tại, điều khó chịu nhất lại trở thành đội Delta. Mặc dù họ vẫn là đội duy nhất hiện tại được tuyển đủ, và giữa các thành viên đội cũng khá hòa thuận, nhưng thức ăn tinh thần không bằng thức ăn thật sự để no bụng. Paul đi săn cuối cùng cũng phát hiện dấu vết hoạt động của Nai ở một nơi. Tuy nhiên, khi anh ấy cuối cùng tìm thấy con Nai, nhưng phát hiện con Nai đã trở thành như vậy. Rõ ràng không chỉ có họ săn ở gần đó, và Paul cũng không có can đảm tranh giành thức ăn với gấu, chỉ có thể mang cung tên về trại một cách lặng lẽ. Anh ấy nói rằng anh ấy không còn hy vọng vào việc săn bắn nữa. Rồi anh ấy đi xuống. Bởi vì trên tờ giấy viết bố có thể làm được. Buổi chiều, sân thi đấu bị sương mù dày đặc. Justin bận rộn trên mặt nước vài giờ. Và anh ấy còn làm gãy cần chèo thuyền.
khi anh ấy sắp mất đi lòng tin, một cái lồng cua cuối cùng cũng được kéo lên. Ôi trời ơi, cái lồng cua đầy đủ này có tới 12 con. Du thấy Justin mang về nhiều con cua như vậy, ngay lập tức tin tưởng anh ta 1000%. Anh cũng kéo cái lồng về trại từ phía kia. Anh ấy đã bắt được tổng cộng 6 con cua. Mỗi con nặng khoảng 1,3 kg, đủ cho 3 người no một bữa. Buổi tối nhìn họ ăn con cua ngon lành. Đừng nói về việc nhóm người này đói suốt 8-9 ngày. Dù cho mình có đủ ăn mỗi ngày, vẫn thèm nhìn nước miếng chảy ra. Đội Bravo được phân chia một số con cua vì họ liên minh với đội Alpha. Brian, sau 9 ngày đói, đang ăn cua, nước mắt lăn dài. May mà đội Alpha tuân thủ lời hứa. Nếu không, ngày mai họ sẽ chết đói. Lúc này, đội Delta chắc chắn là người khổ nhất. Trong vài ngày qua, 4 người nhìn nhau trừng mắt. Việc câu cá và săn bắn đều không thành công. Năng lượng của đội bị suy giảm đến mức tối đa. Paul không thể chịu đựng được đói, đề xuất trao đổi vật phẩm. Có lẽ có thể mang đồ đến đổi lấy cái lồng cua với đội Sarkly. Nhưng Don không muốn liên quan đến đội Sarkly nào vì cuộc trò chuyện không vui lần trước. Cô ấy nói nếu không được, thì có thể xem xét đến việc lẻn vào đội Sarkly lấy cái lồng cua về. Dù sao, luật lệ cũng không cấm họ làm như vậy. Thực ra, không biết có phải mình đã trở nên xấu xa không? Không nghĩ lời của Don có vấn đề. Mọi người đều đói, còn lo nhiều chuyện làm gì? Trong khi Paul nghĩ rằng việc đánh cắp lồng cua sẽ gây ra một loạt các vấn đề. Có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát. Trong thời gian này, Jordan im lặng suốt thì cảm thấy đau khổ nhất. Bởi vì sự kiêu ngạo của anh ta đã khiến đội nhóm ban đầu có ưu thế rơi vào tình thế khó khăn. Tội lỗi cùng tự trách khiến Jordan chỉ cảm thấy thoải mái khi làm việc không ngừng. Jordan ban đầu đã yếu đuối, cộng thêm việc không hấp thụ protein và làm việc nhiều. Cuối cùng, hai mắt mờ đen và ngã xuống đất. Nhóm y tế được gọi đến cấp cứu Jordan khẩn cấp, vì Jordan chưa bắn súng tín hiệu. Theo quy tắc, sau khi cơ thể anh ấy hồi phục, anh có thể tiếp tục thi đấu hoặc rút lui. Nhưng mình cảm thấy khả năng Jordan trở lại không cao lắm.